Trong tất cả chúng ta có rất nhiều điều mong ước kỳ lạ. Bà con cô bác nghĩ thì có phải vậy không nha? Ngày nhỏ đó, trưởng làng cũng vậy thôi. Chúng ta mong là chúng ta sẽ trở thành người lớn, lớn thiệt là nhanh để có thể làm việc giống như cha mẹ, giống như ông bà. Nhưng khi lớn rồi thì đôi khi chúng ta lại mong muốn mình được nhỏ lại, được trở về tuổi thơ, cái tuổi không âu lo, vô tư, không phải làm việc cả, chỉ ăn và ngủ và đi học thôi. Vậy hết rồi. Vậy thì trở về tuổi thơ có điều gì hấp dẫn? Và đó là chủ đề đêm nay. Hãy xem cả ba đội chơi của chúng tôi trở về tuổi thơ như thế nào. Trước khi chính thức bước vào hội làng đêm nay, chúng ta lại gặp gỡ những người khách rất quen thuộc. Nhưng đêm nay sẽ là một sự xuất hiện đặc biệt với âm nhạc. Ta nhớ năm xưa bèn bèn, trong trái tim ta bèn bèn, tiếng súng khi xưa bèn bèn. Ta sẽ không quên bao giờ. Gì vậy trời? Đứng dậy. Ê, cái gì vậy? Bà cái, Sáu cái, ông Bảy? Cái bài này của tôi. Tôi hát giọng của tôi. Ê, cái bài này của bà Sáu mà tôi nhép miệng giọng của người ta. Nhưng mà mắc cái chứng gì vậy hả? Tự nhiên nhào ra đây mỗi người một súng bắn tôi tà la hết trơn vậy? Tại vì á, tôi như giọng của tôi mà ông nhép tôi đâu có chịu, tôi phải bắn ông. Rồi cha này cho thấy bắn vậy cho cha bắn ké. Mà cha ông bắn trúng mông cho bắn trúng tôi. Tôi chết sao tôi hát được. May quá có thâu trước. Cái này trong CD của tôi á. Mừng quá. Tại vì ban tổ chức nói hôm nay cái làng của mình mở ra là phải trở về tuổi thơ. Đúng rồi. Tôi kiếp hết cái album của tôi luôn. Tại vì album của tôi chỉ có một cái album đó là có câu nói gì của nít thôi. Biết rồi. Ý tôi nói là bởi vì chương trình mình... Bắn chết không ai ngồi với tôi. Chứ bà bắn chết tôi ai nói cho bà ngồi. Ông á, ông chơi ác lắm, tụi tôi chỉ bắn thôi, nhiều khi có trúng có trật. Còn ông giờ cứu tôi thấy ông giật lựu đạn quăng hai trái hai nơi. Đúng rồi. Để mới dẹp loạn được. Còn ông nghe nè, chơi cái trò gì thôi thì cái tại vì bà bây có giờ lý do là cái tiếng hát của bà thôi, bà này bà bắn beng beng còn liên quan tới ông. Tại vì bây giờ mình đang trở về tuổi thơ mà đúng không? Hồi nhỏ tuổi thơ tôi dông chơi bắn này kia đó. Hồi nhỏ toàn là chơi nhảy dây, chơi banh đũa. Thôi đi. Rồi hồi nhỏ hai đứa con trai mà nghĩ sẽ chơi nhảy dây chơi banh đũa. Nhớ lộn rồi, hồi nhỏ tôi dông là chơi lắc dạm. Hồi nhỏ là tôi chơi bắn súng nước này còn giữ tới giờ này nước trong này nè. Hèn chi. Giờ như đây tuổi mặt đàn ông dễ sợ không? Ông trưởng làng, bây giờ tôi nói nghe, ông ở cái làng này mấy chục năm mà sao ông chưa lấy vợ, ông thông báo tôi nghe. Tại vì á, những người tôi gặp á, toàn là như bà không à, thấy không? Bao nhiêu tuổi rồi con coi, tóc tai kìa trồi lên như là cá la hán lên gù vậy đó. Không có đâu, này mới đi Vũng Tàu về, xoắn cho tao biết đi biển, xoắn ốc. Trời ơi, nhìn muốn xoắn não luôn vậy. Đằng sau có bánh tiêu nữa nè. Ở trước xoắn ốc, xoắn tiêu.